vô rồi em lẹ em lụm anh nữa hả vậy? Anh mệt mỏi lắm rồi. Không, lụm gì đó, lụm gì đâu, giờ này khuya rồi. Thôi đi vô để cho anh ngủ thôi. Không, em nằm kế anh em mới ngủ được. Thôi. Thôi, không có anh sao em ngủ được. Anh không thích ngủ với em, anh thích ngủ ngoài này á. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hiện tại giờ là 11 giờ rồi mọi người. Thì mình mới sửa video xong á mọi người. Thì chuẩn bị vô đi ngủ. Nhưng mà mình mới nghĩ ra cái màn cho này nên mình quyết định là mình cho anh vợ mình luôn nha mọi người. Thì chút xíu nữa mình vô á, mình sẽ ngủ ở ngoài. Mình không vô trong, mình ngủ chung với vợ mình thử coi vợ mình phản ứng như thế nào nha mọi người. Thì thường thường bà hay đuổi mình ra ngoài ngủ lắm. Thì hôm nay mình sẽ tự động ngủ ngoài luôn. Coi thử ơi, giờ mình có kêu mình vô không. Cho dù có kêu mình cũng không chịu vô nữa mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô thôi nha mọi người. Vô. Thường thường em cũng đuổi anh ra đây ngủ mà. Thì bình thường đuổi thì anh không lên không xuống này. Tự nhiên ra đó ngủ không? Ờ, cũng thích vậy đó, không muốn ngủ với em. Vô nhiên. Chiều giờ lại muốn làm gì anh đâu? Không làm gì, có muốn ngủ ở đây đó được không? Tao mới chiên tôm cho ăn rồi, tao mới xào sò cho ăn, ăn nọc bát họng. Nãy giờ em không làm gì anh luôn á. Nhớ chuyện cũ, dặn lên ra đây ngủ. Ủa, nhớ chuyện cũ là nhớ chuyện gì? Thì em đuổi anh hoài thì em ra đây ngủ cho em vừa lòng. Vậy em cũng ra đây ngủ. Không. Ừ. Làm gì vậy? Thì em ra đây ngủ. Thôi ngủ lên à, anh không muốn ngủ chung. Ừ. Anh riêng thế. Đi trong ngủ đi. Đi trong ngủ đi. Em làm gì anh đâu. Vô dạ. Kiếm chuyện cái gì? Anh thích ngủ hơn. Ủa bữa nay em không làm gì anh, kiếm chuyện cái gì? Không, anh thích ngủ hơn gì đó. Thì em ngủ. Anh ngủ hơn thì anh quay em dắt đi. Không, đi ra chỗ khác đi, đi vô trong đi. Đi trong đi. Anh muốn ngủ hơn à. Tự nhiên bữa nay cũng muốn ngủ hơn. Ờ. Ý đồ gì? Cãi anh. Ý đồ gì muốn ngủ hơn? Anh thích vậy á. Bây giờ sao? Sao là sao? Làm gì muốn ngủ hên? Anh thích ngủ hên thì anh ngủ hên thôi. Âm mưu gì? Âm mưu gì là âm mưu gì? Có gì mờ ám hay đúng không? Mờ ám gì? Đi ơi trong đi. Nói dạ. Ý đồ gì? Đang nhắc tin cho con nào đúng không? Đau quá. Tự nhiên đánh. Đau nha, đi ở trong đi, anh không muốn ngủ với em nữa. Xịt trong hơn mình á. Mọi người xịt rồi sao? Thì ngủ chung chứ sao? Thôi giờ không muốn ngủ chung nữa. Anh muốn tìm lại cảm giác hồi thời con trai của anh. Đi vô trong ngủ đi. Ủa em cho anh tìm hoài luôn mà. Thôi, giờ hết không thích ngủ chung với em nữa. Không tìm cảm giác hồi thời con trai phải không? Ra ngoài kia ngủ á, ai làm gì đâu né. Rồi kia ngủ á, ngủ trên giạc mà ngủ chiếu á, cái đó phải là thời con trai của anh á. Không thích giờ nói chung vậy, đi trong đây cho anh ngủ ai. Ý đồ gì? Ý đồ gì là ý đồ gì? Coi gái hay là nhắn tin với gái hay là coi mấy cái đứa trên TikTok rồi đúng không? Điện thoại đâu rồi?
Nói chung là anh không muốn ngủ với em thôi, chứ không ý đồ gì hết trơn. Ngủ cái chán rồi. Chưa làm gì luôn. Đề phòng. Đi trong đi cho anh ngủ coi. Đi chưa? Đi chưa? Đi vô này này. Vô nè. Thôi, vô làm cái gì? Làm gì vậy? Thôi. Vô đặng em đè em lụm anh nữa hay gì? Anh mệt mỏi lắm rồi. Không. Lụm gì đó lụm. Lụm gì đâu giờ này khuya rồi. Thôi đi vô để cho anh ngủ coi. Không, em nằm kế anh em mới ngủ được. Thôi. Thôi, không có anh sao em ngủ được. Anh không thích ngủ với em, anh thích ngủ ngoài này á. Anh đi vậy? Long chỗ thủ bút. Vô đi, đi vô, đi vô ngủ. Nhung nha. Nhung nha. Đi cho ngủ đây, anh không ngủ với em. Ý là gì hả? Âm mưu gì nói nghe ơi. Âm mưu gì là âm mưu gì trời. Âm mưu gì? Ra, anh ngồi ngoài đây. Nhắn tin với người yêu cũ đúng không? Hả? Hả? Hay là nhắn tin với con nào? Bữa nay tự nhiên ngồi ngủ lên. Không có tốt tự nhiên. Ủa sao mỗi bữa em đuổi anh ngủ lên đó rồi sao? Bữa đó là em tức trong người. Em nhìn thấy cái bản mặt anh là... Thì giờ tức rồi đó, ngủ lên. Không, không có tức. Đi ngủ mà. Thôi. Không. Làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Kệ em, anh ngủ không cũng được nữa. Thì cho anh ngủ đây đi, mất mớ gì với em đâu. Nghe nè, ngủ lộn vô nè. Thôi anh ngủ đây rồi, anh không muốn ngủ với em. Mất mớ gì ngủ đó. Tại không muốn ngủ với em thôi. Lạ hơi rồi. Cởi quần luôn hả? Nhớ hả? Không. Ủa mỗi bữa em ngủ lên em cũng có cần anh đâu mà tự nhiên bữa nay lôi kéo. Mỗi bữa em dặn, bữa nay em không dặn. Đừng lôi kéo khi cuộc tình tan vỡ. Em nhớ. Không, cho em ngủ lên đi. Đi rồi. Thôi sáng còn đi làm nó tha cho anh đi. Không sao. Làm gì mất gì lôi kéo gì vậy? Ý đồ gì? Làm nó ngủ thì em lôi đi vô. Anh ngủ ở đây. Ngủ để sao ngủ được? Được. Miễn mà ngủ được thì thôi. Ủa biết ngủ không được luôn mà đuổi ra hoài đó là sao? Ủa rồi em đuổi gì một chút xíu anh cũng đi vô rồi chứ phải anh ngủ tới sáng đâu. Sao sao? Anh có vô đâu, anh ngủ tới sáng luôn. Ừ, vô. Thôi. Không có anh em ngủ không được. Chán rồi. Đi vô. À, cái đùi là làm gì có thẹo luôn. Đi gớm không? Đi ra đây. Lạnh quá à. Đi vô. Cho anh ngủ nha. Đi, cút. Ngủ đây. Vô duyên kìa. Vì em ngủ đây ngủ chậm. Vô duyên. Đây đi anh vô chậm ngủ. Anh ngủ với em đâu.
đánh ghét bây giờ, giờ sợ rồi, không muốn ngủ nữa. Này ngon ha. Ngon gì? Ừ đúng rồi, đi vô. Thôi em ra ngoài ngủ rồi. Chịu hết nổi luôn. Thôi đi vô. Nào cũng đưa cái đứt chứ phòng địch hết trơn á. Vô. 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 Không. Thôi vô ngủ, vô ngủ. Đi vô anh đi, em ngủ đây rồi. Vô, chịu hết nổi luôn. Quá mà. Ôi trời ơi, còn mùi luôn hả? Đi vô ngủ đi, đi vô chẳng phải ngủ trên nền thì em ngủ qua đây. Ok mọi người, mình thả cho quả bơm giờ thúi phọc luôn, chưa hết nổi luôn. Thôi ok mọi người, thì bây giờ cũng chảy nha mọi người. Thì nếu mọi người thấy video của mình hay và thú vị thì hãy nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip sau. Mình còn đi ngủ để sáng mình còn đi làm sớm nha mọi người. Bye bye.